À, dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê cây kiểng bonsai trên cả nước ạ. À, hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang quay trở lại với chỗ điểm bán phơi mai của anh Tuấn ở Cồn Khương, thành phố Cần Thơ nha quý cô chú anh chị. À, hôm nay thì anh giao lưu siêu phẩm mai luôn nha cô chú anh chị, cây đế VIP hàng đáng sưu tầm luôn cô chú anh chị nha. À, cây siêu phẩm luôn nha quý cô chú anh chị, từ tàn tới đế luôn nha. À, xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu phô mai hôm nay của anh Tuấn luôn nha quý cô chú. À, em xin chào anh Tuấn ơi. Rồi chào Phương ha, chào cái kỹ anh Tuấn, xin chào cô chú và anh chị ha. Bữa nay lên cái clip phô mai là 7 phôi cùng giao lưu với cô chú anh chị ha. Hàng này hàng VIP ha cô chú anh chị. Rồi, hàng đáng sưu tầm luôn nha quý cô chú. Dạ, cái này đế lưu ha. Cho em xin một vòng anh ha. Rồi. Cây đầu clip hôm nay luôn nha cô chú anh chị. Cây đế lưu có cần phóng ha. Quá trời cái đế luôn nè cô chú anh chị. Cây này nó sổ xuống kính bầu luôn nha cô chú ha. Cây này đế đặc luôn, cây cũng đế đặc. Trên này là đặc luôn nha cô chú. Rồi. Cốt cành thì nhão hết trơn nha quý cô chú anh chị. Cây này không có lỗi mặt nào chứ nghe cô chú. Cô chú. Cái hàng này viết quá cô chú anh chị nha. À, phôi mai, cái này là phôi mai vàng đúng không ha? Mai vàng. Dạ. Cây này cô chú anh chị xem so sánh với cái xô quê này ha. Đó, từ cái mặt đế lên cái mặt cái số B ha. Đó, nguyên cục đế nằm đây đi. Đó, so sánh bự hơn cái số B nhiều ha cô chú anh chị. Dạ. So sánh nó dễ hơn. À, hàng VIP rồi cô chú anh chị xem kỹ giùm em nha quý cô chú. Từ cái gọng rễ nó xuống bằng cái số B ha. Dạ, chiều cao bằng cái phần B luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Mình đo thông số luôn anh ha. Đo nhiều vị trí đi. Qua đầu gãy là 50 ha cô chú anh chị. Dạ, vị trí này 50. Đó, cái tử nhỏ này. Cái tử nhỏ là 21 ha. Dạ. Rồi, tăng lớn. Tăng lớn là 23 ha. Dạ. Dàn đế sổ cao nè. Là 45 ha. Đấy, tới cái cổ này nè, 45. Rồi chiều cao là 110 ha. Rồi tàn phóng là 132. Dạ. Rồi phô mai vàng mà kiếm được những cây như vậy cũng hơi khó nha quý cô chú. Đấy khá đẹp nha cô chú. Có một cái cành phóng ra nữa nè cô chú anh chị. Cái này mình vô chậu cổ lên cái là nhìn phê lắm nha cô chú anh chị. À, cái này mình giá giao lưu bao nhiêu anh Tuấn ha? Cái này á, cái này giao lưu là 45 triệu ha. Dạ 45 triệu. Để đo nguyên cái hoành đế luôn cho cô chú anh chị xem dễ. Hoành đế là hoành cũ đế đó là 137 ha. Dạ. À, tổng hoành đế dưới luôn. Đây, tổng hoành đế là khoảng 170 ha cô chú anh chị. Dạ. Cái số 1 em vô lưu là 45 triệu ha. Dạ 45 triệu nha cô chú anh chị. Cây bây giờ khó mua lắm nha cô chú. Dạ. Mua được cái cây này là mua cũng giá cao ha. Rễ nó sổ xuống lơm cao luôn nha cô chú anh chị.
Bản cây này là người ta biết trồng mai á, ta nuôi á, bán nó giá hơi cao. Cái phần trên này là nó dính lại luôn này cô chú anh chị. Dạ, gãy là nó bật đặt luôn ha. Một bệ đặt đây luôn cô chú. 45 triệu là cái mã số 1 nha cô chú anh chị. Thì cái cô chú anh chị cứ so sánh cái thùng bê bự hơn cái thùng bê này là biết à. Dạ. Đó, nó gì nè. Để sổ bằng cái thùng bê ha. Rồi cái số 2 ha, số 2 cũng đế quýt luôn ha. Dạ, cái này mình chơi chung với cây số 1, cặp là cái này nhỏ hơn cái kia. Dạ. Và dàn đế cũng dữ lắm. Nó xù mấy cái cổ nè chứ ha. Dạ, hàng siêu phẩm luôn nha cô chú anh chị. Có cái tử này khéo khéo nè. Cái cây tử này là nó dính vô luôn á nha cô chú anh chị, cái này dính liền luôn ha. Dạ. Dính đây rồi dính như này luôn, một bệ này nó dính luôn. Và phần trên này thì nó giống như là nó lên sù á nha cô chú, da nó phần sù hết trơn cô chú anh chị nha. Này, cái này cũng cái xô nó cũng bằng cái xô ha. Dạ. Cộng ghế nó bằng cái xô ha, cao. Dạ. Từ miếng này xuống bằng cái xô ha. Để nó sổ cao vậy. Dạ. Cốt cành thì rất là đều nha quý cô chú. Cái ức dưới này nó xù quá, nó xù cục quá. Dạ. Nó xù quá. Dạ. Hàng đáng sưu tầm luôn cô chú anh chị nha. Rồi, anh cho em xin thông số luôn anh ha. Rồi. Rồi, đâu cái tử nhỏ trước thì ha. Dạ. Rồi, tử nhỏ là 18 ha. Dạ, cái nhỏ 18. Dính liền luôn nha cô chú anh chị. Dính liền luôn. Rồi, ngay cổ này là ngay cái eo nhỏ nhất là 28 nha cô chú. Dạ, 28. Đế sổ cao tới cái eo này ha. Dạ. Là 45 ha. Rồi cũ đặt luôn. Rồi cũ đặt là 115 ha. Rồi tổng bình đế là 146 ha. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao 123. Cái này về thí dụ mình chơi mình gặt cái này xuống bẻ cái này xuống làm gần phóng nha cô chú, để trừ hao ha. Đây. Đường kính đó là 113 ha. Dạ. Về bẻ cái cần này xuống là chơi gần phóng luôn. Luôn nha quý cô chú. À, chi cành thì đều tứ diện luôn ha. Cây này mã số 2 ha. Dạ mã số 2. À, cây rất là đẹp cô chú anh chị xem kỹ rồi cảm nhận giùm em ha quý cô chú ha. Phần ở trên này là nó sần sùi lên. Cây này thân nhỏ là lý do là nó nuôi bụ rễ. Dạ. Rồi cây này mình giao lưu bao nhiêu anh Tuấn ha? Cây số 2 này em giao lưu là 25 triệu ha. Dạ 25 triệu. Mã số 2 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Em đổi luôn ha. Dạ. Số 3. Theo là cây số 3 nha cô chú. Họ nhìn cái dàn xương tàn thôi là nhìn thấy là mê quý cô chú anh chị.
Cây tàn khá đều ha cô chú. Nhìn nó vót cây luôn nha quý cô chú anh chị. Chi cành thì đóng tứ diện luôn nha cô chú anh chị nha. Đế là nguyên cái củ đế ha. Đế lực. Cây này cũng đế sổ mà cộng rễ lực lực không à cô chú anh chị. Ở đây đó, ngay chỗ cộng rễ này nó cứ nó sần sùi lên nè. Nó u nặng hết trơn nè cô chú. Chờ chị em xin thông số luôn anh ha. Eo đi. Rồi cái eo là 38 ha. Dạ 38. Rồi cái củ chính giữa này ha, củ chính giữa là 79. Dạ. Rồi tổng bình đế 150 ha cô chú. Dạ, 150. Là hết thước dây á. Rồi đế sổ cao là 34 ha. Dạ. Vàng xương nó cây bự bự không ạ cô chú? Thương cái nhánh là nhánh số 1 là dạ. 17 ha. Chi cành số 1 là 17 thôi nha quý cô chú. Là bự đó. Có tán ngang. Tán ngang 120-130 ha. Dạ. Rồi cao luôn, cao khoảng 1,5 m ha cô chú. Hết thức dây nè, từ mặt bầu lên đấy là hết thức dây. Dạ, chiều cao 1,5 m luôn nha cô chú. À, cây này thì mình giao lưu bao nhiêu anh? Cây mã số 3 này giao lưu là 17 triệu. Dạ, 17 triệu là mã số 3 nha cô chú anh chị. Cây này lên xù ở chỗ này ha cô chú anh chị. Vô cái mấy cái gạt ngách này ha. Tại cây này chưa không có vệ sinh. Đó, 7 da chứ. Rồi chỗ này nè cô chú anh chị, hàng tương lai luôn cô chú anh chị nha. Mấy cây này già dữ lắm già. Dạ rồi. Luôn ha. Rồi. À, tiếp theo là cây mã số 4 nha cô chú anh chị. Không đúng. Mã số 4. Cũng là một phôi tàn luôn cô chú anh chị nha. Đó, mã số 4 này có cái củ nở nha cô chú anh chị. Đây nguyên cái khối củ tròn ha. Nguyên cái củ đập lớn lắm nha cô chú anh chị. Rễ thì cũng đều lắm cô chú anh chị, hai trên này nó gom lại đặt còn cũ luôn. Nó sần sùi lên da cốc. Cái này là có cái chỗ cái co lắc ở đây rất là khéo nha cô chú. Ngay con lại xù luôn ha cô chú. Dạ. Xù bể da hết ha. Xù vàng cái này hết. Những co lắc rất là khéo cô chú anh chị nha. Rồi anh chị em xin thông số luôn nha. Rồi. Rồi đo nghe keo đi. Rồi keo là 32 ha. Dạ, 32 nha cô. 32. Rồi, đâu cái cũ luôn. Cái cũ nó là 65 ha cô chú anh chị. Dạ, nguyên cái cũ đặt này là 65 luôn. Rồi đường kính bầu luôn. Kính bầu là 50. Cao 1,4 m hay cô chú. Tán ngang là 110. Hai cái mã số 4 này mình giao lưu bao nhiêu anh ha? Cái mã số 4 mình giao lưu là 16 triệu. Dạ. 16 triệu là có một cây phôi tàn VIP thôi nha quý cô chú anh chị. Cây này thì đường thân lắc có củ đế ha. Cô chú anh chị xem lại cái đế giùm em nha quý cô chú. Cái rộng này rất là gắt nha. Không có cái coi rất đẹp ha cô chú anh chị. Vì cắt ốc xay lùng ngang đây cũng đẹp. Dạ. À.
À, ở phía sau mình còn thêm chơi cái bài nè. Nữa nha quý cô chú anh chị. Dạ, rồi. Số 5. Đây có cái cần bay ha cô chú anh chị. Dạ. Dưới mấy có mấy cục bú đây ha. Dạ. À, cục bú chỗ này nè. Bú này cũng khá to. Bú này liền lâu già cây lắm mà. Ở trên này thì thêm mấy cục nhỏ 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 nữa nè. Dưới mấy chỗ này cũng sụ hết ha. Cái này kẹt nách nè. Đến ra sụ chứ nè. Có cần bay rất khéo ha. Cây này không có thẹo dích hay cô chú vậy? Bao là không có thẹo dích gì hết. Đế cũng quá vít rồi nha cô chú anh chị. Đây cần bay đẹp hết. Dưới đẹp này nó có một cột bú dưới này nè quý cô chú. Sẵn anh cho em xin thông số luôn ha. Rồi. Này giống dâu miếng bịch tuột. Rồi, ngay cái eo là 31 ha. Dạ, 31. Rồi. Bình cũ nó đi, bình cũ nó là bình cũ 63. Dạ. Chiều cao là 127. Thân nó lắc đừng lắc rất là khéo nha cô chú anh chị. Rồi, cần bay luôn. Cần bay tới cái thằng chính là 103 hai cô chú. Dạ. Đây cái bay. Đế cũng lực lực không mấy cô chú. Ở trên này cũng có cái cần bay ra luôn, bay theo luôn. Cốt cành còn lớn hết á cô chú chị, nhìn ngoài cây rất là già cây nha. Dạ. Giá giao lưu cây này thì bao nhiêu anh ha? Cây này mã số 5. Số 5. Số 5 giao lưu là 16 triệu ha. Dạ. 16 triệu nha cô chú anh chị. Ở dưới đế thì có cục bú lớn ngay đây ha. Trên đen cục nữa. Nhìn cây rất là quái nha quý cô chú. Dạ rồi, mã số 5 nha cô chú anh chị. À, mình đăng ý phần nào thì mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Tuấn nha. Bởi dưới nè. Hôm nay thì đứa có 7 cây phôi tàn viết luôn nha cô viết chú. Viết luôn nha cô chú chị. Phẩm nha. Rồi. Cây này thì không cao hơn ha quý cô chú. Cây này là đế whip ha cô chú. Thân lắc luôn ha. Tàn thì đều lắm quý cô chú anh chị nha. Thân lắc luôn ha. Ở đây có hai cái chi này liền với cô chú. Nhìn ngoài cây này lực lắm nha cô chú anh chị. Cây okay, đế cũng so sánh với cái xô ha. À, nó ngang ngửa cái xô ha cô chú. Yeah. Đế nguyên mặt bên đây là nó liền hết ha. À, bên đây liền từ ở trên xuống tới bộ rễ dưới này luôn nè cô chú. Cây này không thấy lỗi nào luôn nha cô chú anh chị. Rồi cho em xin thông số luôn anh ha. Rồi. Đo cái thằng chính ở đây ha, là 29 ha. Dạ, yeah, thì chính là 29 nha cô chú. Đo cái cổ này là 57. Dạ. Yeah. Rồi đo cái củ đặc luôn ha. Cái phần này đặc luôn nha cô chú chị. Củ đặc là nóng gì. Đây, củ đặc này là 86 ha. Dạ, 86 nha quý cô chú.
Rồi, đế sổ cao là 42 cô chú anh chị. Dạ. Nó cao quá ha. Cao 42. Rồi, đâu cái tử nhỏ luôn ha. Tử nhỏ là 13. Dạ. Bên đây, bên đây cũng cắt. Bên đây 14. Dạ. Nhìn rất là nâng cao như chiều cao nó khoảng 1m8 thôi cô chú. Tán ngang là 1m1. Cây nhìn nâng cây dốc cây nha cô chú. Dạ. Cái này mình để chơi tàn zin rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. À, cây số 5, số 6 này mình giao lưu bao nhiêu anh ha? Rồi cây máy số 6 là giá 17 triệu ha. Dạ. 17 triệu nha quý cô chú anh chị, mã số 6. Hàng này quá VIP đáng sưu tầm luôn nha quý cô chú anh chị. Hàng này hàng đẹp không ha? Rồi em quay một vòng đế nữa rồi em đổi cây nha cô chú anh chị nha. Dạ, rồi. Em đổi cây luôn ha. À, số điện thoại anh Tấn có trên phần mô tả với phần tiêu đề nha quý cô chú anh chị. Rồi cây này khỏi quay nữa, cây này bù lớn lắm. Dạ. Cây này quay vòng vòng nữa ha. Dạ. Cái mã số 7 nha quý cô chú. Về về chậu nhí xuống bên đó đi. Một phơi tàn mã số 7. À. Đó cây này tại vì để mà quay không được, nó bự quá. Dạ. Chỉ quay vòng thôi. Khỏi chê gốc nha cô chú anh chị. Tàn quá đẹp luôn nha cô chú. Đó cây này đế đều bỏ đều hết trơn ha. Rồi, cô chú anh chị xem đế giùm em nha. Nguyên một bệ luôn nha cô chú. Mặt nào cũng có gãy đều hết cho cô chú anh chị, không có bị trống nha cô chú, nhìn ở ngoài nhìn khá là lực nha. Cây này cái mã số 7. Dạ. Ở chỗ này nó có cái đường cong nhẹ này cô chú anh chị, đường lắc này rất là khéo nha. Rồi cây này cao bao nhiêu anh Tuấn hả? Cỡ 1m8 ha. Dạ, chiều cao khoảng 1m8 nha quý cô chú. Tán ngang 1m5 ha cô chú anh chị. Dạ. Đo ngang cái eo nhỏ nhất đi. Là 41 ha. Dạ, 41 nha cô chú. Đo ngang cái eo ha cô chú anh chị. Dạ. Đo xuống cái bệ nó nhẹ thấy bệ nó cái này. Đây, cái bệ nó xuống bệ nhẹ là 62. Quanh đế nó khoảng 200 hay cô chú. Dạ. Còn đây có 5 tạc 200. Đế khoảng 200. Rồi đường kính bầu luôn. Đường kính bầu nó là 85. Dạ. À, ngay chỗ này thì nó có cái co lắm. Có cái ảnh này hả? Ảnh này nhìn khéo lắm nha cô chú anh chị. Chi cành thì cũng lực lắm nha quý cô chú. Cây này là mã số 7. Mã số 7 này cây cú líp ha cô chú anh chị. Dạ. Số 7 này em giao lưu là 22 triệu ha. Dạ 22 triệu nha cô chú nha. Dạ hàng siêu phẩm luôn cô quý cô chú ha. Hôm nay mình cứ có 7 cây nha. Dạ. Rồi. Rồi chào cô chú ha. Rồi cảm ơn cô chú mấy vừa qua cũng có ủng hộ em. Mong chú ủng hộ em tiếp theo. Dạ. À, em rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha. Hôm nay thì clip của anh giao lưu có 7 cây mai thôi tàn clip luôn nha cô chú anh chị. Kính mong quý cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ cho anh Tấn nha.
Em xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những clip sau ạ.